trời ơi, trời ơi. Cái dãnh này rồi. Cái dãnh nào bà chú ơi? Cái dãnh nào rồi? Nè, cái cô nè. Nè, nè, nè. Nó nhẹm tao vừa mò bữa đó. Nó nó gọi rồi đó. Tại chứ. Trời ơi, trời nó mập. Đúng rồi. Cái con dẹm này nè, hồi bữa đó anh nó bự hơn con dẹm của tôi mò bữa đó, nó bự hơn con dẹm. Con bạc của chú là con cá nè. Trời ơi mà thấy. Này nè con nè. Ui. Quá đã luôn. Nè bà chú rồi. Vòng qua lấy chìa khóa. Lấy cái bọc chìa khóa xe để thôi mà. Ủa chìa khóa xe xa quá sợ người ta lấy. Lấy chìa khóa chứ. Thôi mời ông bà cô chú qua thầm mời chú. Mò đòi đi theo mũi mò không một chuyện. Ồ, cá tại kìa. Hang á, Vinh hang á. Bữa này Vinh đeo đòi đi theo nó là một cá rồi bà chú ơi. Bây giờ không ổn sao? Đi chưa xong nữa. Trời ơi. Cá. Giải cây cá. Sáng lạnh quá mọi chú ơi. Sáng đâu rồi đó. Gì? Đâu vậy? Một tháng. Vô đây này coi theo mấy mưa. Thôi vô bốc hàng đi ở ngoài này chắc không có gì đâu. Mình đông vậy đó, hỏi nó mới lợi rồi. Cái hao kìa, nhưng chắc cái hao nhưng. Cái khác kìa, mấy hao dùm em. Đâu có cái mũi trà bá ở đâu luôn vậy nè. Mũi kêu, mũi cạn, bệnh, sâu lắm. Sâu lắm nhìn đời. Bữa nay bắt kìa, bắt cá lâu chiến nhìn ăn nè. Có rồi đó. Không có rồi, có cái chín. Ngày ngủ chín đâu. Ờ, cái chín cá nè bà chú ơi. Ngủ ngủ quá, nó ngủ rồi đó rồi đó. Quá trời cá, nhưng bữa nay nước rộng nè. Cứ hao đi nha, để chín rồi. Ăn chín không? Kìa lặn rồi kìa, lặn kìa, Vinh lặn kìa. Có không Vinh? Có không mà lặn đó ba. Đâm đầu cái công đó. Ủa, cá bay. Ốc gì nè? Ốc titan. Ốc gì hả? Ốc ninh. Gì hả? Có chuyện gai kìa, đưa đi gai khỏi. Ôi, trời, 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 gai phải không? Ủa chợ bắt con cá hay vậy? Hay trời, hay trời. Chui vô ngực mình lắm rồi. Cái gì vậy? Là bỏ vô đây nè. Hay trời, Vinh đi bắt hay nè. Chim
kiếm cá rô kiến này gì đâu hả? Ừ, nhóc con cậu đi thấy đây mới bắt được hai ổ tôi bả rồi. Ủa ông bận chú rồi, có cái trứng này đẹp rồi nè. Ôi trời ơi, trời ơi. Cái này mới vui nè. Cái này mới vui nè, chết rồi sao giờ lấy gái vậy hả? Ôi trời ơi. Ừ, con gái gì? Cái này bằng con chú. Ủa trời ơi. Trời ơi trời, cá linh. Ồ hạt con cá linh. Nè bà chú ơi. Ờ à, con cá này nó bị gù bên nè. Nè. Rồi lên gù. Cá luôn. Nhân nhù. Nè bà chú ơi, cá linh bành kilo. Vô rồi đó lắm rồi. Im im rồi đó. Vô nghe, vô nghe. Hay ghê đi trời. Vô đi chuột vô cơ áo. Nước gục này nước cá gì nước gồng này cá linh lắm. Ôi trời ơi, rồi lé luôn. Chạy lên, chạy lên. Ô, cá linh nó phóng như tên cá linh đó. Tự nhiên chui vô áo mình hết hồn dí luôn trời. Đi mò cái hầm này gì cẩn thận cá chốt không nha, lên gọt cái chơi về xuống cái mương này mình sợ cá chốt lắm nha bà chứ. Ở ngang lắm rồi. Cái này là sợ hả nó? Ừ, xuống đây sợ cái sợ, sợ nhất nhìn lên vô lớn. Gì dạ? Cá nhảy heo rồi. Ủa dạ. Ôi trời ơi. Mắt không dính mà nó cứ nhảy lung tăng lung tăng. Dớn mặt. Mà thắm ngắn, mà thắm. Kì, tay kìa. Đâu? Mà thắm, lẹ. Đâu. Ô, con ngắn nuốt cái gì kìa. Đâu? Kìa. Ôi trời. Đây nè. Lên chơi đi luôn. Lẹ nhắm lắm. Kìa. Đâu? Ở trên cái cây này nè. Nó thắm ngay nhất. Đó, nó lọt cái đuôi cái đó. Gắn gì vậy? Ý dạ, trời là trời. Cái gì vậy? Đạp quang, đấu quá. Đánh tụi nó ra đâu? Ông nội. Gán quá đập đó ba. Đâu? Ờ, đừng nói đó. Đâu chung mà thấy không? Đâu anh khác. Đi rồi. Bỏ rồi. Đủ rồi trời. Mình nói xuống cái gì kìa không? Đâu? Bên kia. Ủa sao nghe có cái thịt mà? Rớt rồi đó mà trời. Cái này nó rơi vào đầu. Mới nghe kìa, bên đây có thịt bên đây nè. Rồi. Cái gì? Ở đâu rồi? Ở đâu rồi? Ở cái cây bên đây nè, cái cây thứ hai này nè. Cái cây này nè, xích lại cây nào gọi cho nó đó. Nó rớt rồi đó. Rớt xay rồi. Mẹ cứ gắn nước. Ủa ổng làm gì mà bỏ trời. Đu ơi. Đu từ găng. Trời đu. Đâu mà đánh. Trời ơi là trời. Ủa
là chợ được nó không. Rồi tức luôn, người tức luôn. Dạ, té không dậy sống như chạy. Không có thấy con rắn mà tới chừng cũng quánh rớt bịch, mà không biết cái gì, tưởng nó cái cây không mà ai nhận chứ. Mình gớt xuống mình phải thấy nó chạy chứ bà ta. Giờ muốn lặn xuống nước ha, rồi sao nó mất tiêu luôn. Khi qua đây nè mày. Rồi đi qua đây nè bé, qua đây mò. Dạ. Ở dưới nó là đá này nhiều lắm mấy giờ. Ừ. Đây nó bị dính xong có hai con rồi đó. Ôi trời trời. Bà vô cái gì hay. Bà vô há chịu rồi. Đưa trái mọi cho nó. Bạn ơi là dòm theo vậy về luôn nó bà tám mà không gặp nó luôn. Trời phải con trời. Gì vậy? Vô rồi. Đâu khiến. Vô rồi, vô rồi. Ở đâu nằm chứ vợ? Để vô, ổn chứ ra. Nghe ra được rồi. Cổng khúc cây. Như vậy. Vô bánh này. Dính nó đây hay hiểm nè. Đừng có đập. Ừ. Hay sao sao lại. Nó hay không gì. Nó nhỏ quá cái gì trời. Ừ. Cái mà đó. Người ta mới đâu không mà tiện. Chưa có con nào. Ôi trời 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 trời. Trời ơi. Chưa xích cái mặt cái con. Ôi trời ơi, con Linh. Thì nó nằm hai bé rồi. Vô rồi đó. Trời. Cái chuối. Cái giòn trên dài đụng hết hồn tưởng con gì. Cái giòn trời. Trời nhiều quá. Mở kéo ra nha bà đi vô đây tính. Cá sao vô cây dưới trời. Mẹ ơi ông không có vô tắt. Cá vô cây lắm. Cá nó vô cây lắm. Trời ơi. Trời ơi. Đi ra ông. Bài đi. Trời ơi. Cái gì dữ vậy? Cái bự đó. Anh con ảo méo nói chuyện được. Bài chứ rồi. Gà bé cây cần cái chứ ta ảo méo. Đúng rồi. Ở dưới cây cây á. Ôi trời ơi. 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 Ôi
Không có con nào tưởng cá. Dính. Nó bắt con này mà cá phóng đằng kia. Cá ở dưới trời. Tại vì cây với cá lộn xộn nè. Ủa cây với cá lộn không biết con cá hay là cái cây luôn. Năm phút. Dưới bạn á. Thế hả? Khỏi đổ nó. Nè, nè, nè. Con cá đây nè. Chưa. Cái này dọn bên đây nè. Thôi thôi, thôi bên đây, đặng bên kia. Rồi nè, đưa tay đây. Tay đâu? Rồi. Nè. Ở dưới cái chân bạn á. Ủa, ủa lại đây con cá gì vậy bự lắm. Hai tay ốp lại. Trời ơi. Vậy nào? Mọi người chút cái chân này đâu? Cạn giùm đó. Để cái đội số 18. Để cầm ở dân. Để á. Trời, trời ơi, ơi, trời ơi, cái mày Vinh. Ông nội ông Vinh cũng dễ. Trời ơi, trời, người ta ăn cái cà má. Đúng rồi, gụ nước rồi, nó chàng bỏ gì. Đổ nước rồi hả? Bỏ gì. Mụ phát đây. Con cái gì mà dính nhà nó mò không được, bởi nó không biết mò nha, mọi chú còn nhung lặn cái dính. Cái dảnh. Cái dảnh nào bà chú ơi. Cái náo dính rồi. Mày náo cô rồi. Nè nè nè. Nó dạ. Trời thật luôn cái dảnh gì trời. Đưa 18. Bự. Đưa sát cho coi. Mày ngủ nó bự con nè. Cá này mà kho lạc cái tới tay luôn. Tới trong chuyện luôn. Ủa nhung đạp cái dảnh quá bự. Cái gì mới nha luôn hả? Ừ. Dính lặng chụp dọn này mò dọn kia không có biết. Ủa không thấy giò, giò bị cùi vậy. Ờ cái đó nãy giò giò bên tay tay phải hay tay trái gì. Quá trời tay trái tay phải. Mẹ ơi mình nhớ lại gắn tức quá ta. Ừ. Gặp nó gành gạnh luôn. Tức cái nó lặn nó heo nó bò luôn rồi sao tự nhiên đi lên chứ mất tiêu. Tức cái là không thấy, không thấy rồi rồi. Thế vậy nó leo lên gì tới hốt rồi. Mình là gung nó cũng gớt mà ta. Dễ bắt. Xong mình gớ mình rượt. Không nghe nó lặn nó mới rượt. Rồi ta chuẩn bị thao đi cá nó phóng ra là mình vớt liền. Ốp cái gì đó nó dùm vô đó nó dùm. Cái mày Vinh chào bá. Dính vô cái đầu gói, dở đầu gói lên vậy luôn. Kẹp lại hả? Đang đi vậy nè, lúng xuống nè, mà nó dính vô. Dạ. Cây. Mày ngửi được gì vậy? Cá, được cá. Dính chưa? Ủa quần rồi ta. Vậy? Cái quần đó rồi. Nó bẻ quần rồi. Cái gì vậy? Quần rồi, quần rồi. Thiệt. Đâu? Nó bẻ quần rồi. Nó là trời. Nó bẻ quần rồi. Làm gì mất quần rồi? Em biết. Hồi nãy giờ mày bỏ đâu? Bò vòng vòng luôn đây nè, mất mẻ quần rồi. Cái quần mày. Trời kiếm rồi ta. Bò để thôi nghĩ lên được không có trời. Để nó mở ra nói rằng này nè. Thiệt ơi. Nó thấy mày mới trong này. Mới này nè. Trời ơi. Lỡ cho cố, cho tụi cái quần. Quần đâu?
Nè con lưỡi con phịch lên nha. Lưỡi gì không có. Nằm ở dưới đây. Nãy mày đi cảnh nào? Đi ở đây nè. Thôi tao lại mày Vinh ô lại Vinh. Nãy thì mất tiêu cái nó mà chú nhắc thì mất tiêu cái quần này. Mất tiêu quần. Rồi sao mà mất cái quần này trời. Để kiếm quần. Thấy chưa? Chưa. Rồi hết lên luôn rồi, báo đời nữa. Đâu rồi trời? Kiếm đàng hoàng coi trời. Nhỏ rồi, tí này nhỏ ở chùa. Quần màu gì? Quần đen nãy hả? Mày mặc cái quần đen mà. Kiếm thấy trong lớn. Ủa sao? Chị nó ra tới ngoài này kiếm. Trời ơi trời, ác ôn vậy. Mất tiền. Kiếm. Thằng anh sợ đi kiếm kìa. Có là mình đi dẫn kiếm á. Có không? Không rồi. Để chào. Đúng rồi. Đặng kiếm quần kìa. Đặng kiếm quần kìa. Có không? Không. Ở đây vòng vòng đi nè. Ủa đi, đi Vinh chơi Vinh. Trời ơi là trời. Có đảm bảo chú ơi chị lỗi gì sao mà đổ quần cái thằng Vinh này nè. Ờ khác rồi. Ông ơi là mày vô. Báo nữa, mặc vô. Trời ơi trời. Mặc vô Vinh. Rồi. Rồi hay à. Rồi lại Vinh này thiệt chứ. Đi bò mấy vậy chắc nó ngại đi lên không dám đi lên luôn mấy Vinh. Nè đi vô cho mát phải tắm ơi, cái chỗ đó cá hang nhiều lắm á. Đi về đi bắt Vinh đi một cái vui. Ủa lạ trời. Con dẻm. Má ơi. Má quỷ thằng ơi. Thôi con dẻm này bự hơn dẻm của tao vừa mò bữa đó. Đó nó gỡ rồi đó. Phải chứ. Trời là trời nó mập. Bà con chú ơi, cái con dẻm này nè, hồi bữa đó anh nó bự hơn con dẻm của tôi mò bữa đó, nó bự hơn con dẻm nữa. Bữa hổm mình mò thì nó vừa vừa, bữa nay nó bự hơn nữa. Thôi anh đi mò về rồi nè, lúng bấm lúng xuống đất. Con chú ơi, con dẻm nó nặng đâu nửa ký lô vậy đó. Thiệt, dẻm này nè. Ừ, nè này cái chừng chục con nữa mà hành cái tới tay luôn. Ôi. Lâu đời đâu kiếp nào mà bảo chú lên chim tiếng hết trơn rồi nè. Trời ơi, chừng có hộp sọng. Cái gì nữa, nó ăn ra cái chừng thằng ốc trai chứ. Ủa, đem đi dẹp đi ăn, quả bự à. Nó ham luôn á trời. Đá quỷ thằng ngồi con dẹp, chú bằng cái bàn nguyên cái bàn tay luôn nè. Bự hơn dẹp của tôi bữa đó mò nữa. Thiệt bự hơn nữa. Con dẹp nó ăn mới đã nè. Bữa không mò được hai con đây nè, ở đây dẹp lắm. Nó mà nó mỹ với đất cụm chứ á. Ừ, bị đất này nó tỉnh nè. Dẹp này cái chân trăm mấy cái gram à? Ừ, trăm gram. Nó bự mà nó nắng đó. Ê, nó ú, ú thì ghê. Mập luôn. Mập hơn dẹp nó mò bữa hổm nữa. Uống nu uống nặng ra mà tát vậy đó. Uống nhiều thì nguội vậy đó. Ôi trời ơi trời cá kìa. Ủa đi kiếm dẹm mà nè bà chú thấy ham luôn á trời con dẹm nó bự. Thiệt, có kiếm ngồi ngồi mới thiệt có. Ở đâu mà có dữ thằng. Ê biết sao không? Sống lâu đời rồi. Dẹm này nó bị bự. Ở đây con dẹm mà bằng tay của mình luôn á trời. Ủa trời cá nó bay. Gì vậy? Trở đây nó kiếm rồi. Đó. Ơi dính này nè. Cái giò nè. Lẹ lẹ lẹ. Cái giò, cái giò, cái giò. Cái gì vậy anh Phát? Cái giò lẹ lẹ. Biết để đi. Ê, chỗ cái ấy nghe được xuống các bạn nghe. Cái ấy là cái gì trời? Đừng có đạp nó đi. Nhẹ nhẹ bơi hợp đi. Cái cầm á ấy trước. Chơi được chưa? Đây trước á. Đỏ đi em tiêu rồi. Thấy không? Trời phá cửa trời. Ủa, mà nó không đi thằng. Ra từ từ coi. Hình như mình đạp con nữa nha. Trời đi rồi. Ồ, trời đất.
con bạc của chú rồi, con cá nè. Trời mà tát. Này nè con nè. Ui. Quá đã luôn. Nào, bà chú rồi. Thằng thằng học khác nó đạp con cá mà con luôn nó mới như vậy. Rồi mình cầm hết lắm luôn đi, nó mạnh á. Con bỏ vô để đi bây giờ. Cái gì không? Bao. Thấy rớt vậy mà đó. Không. Chớ không mà tao. Ta đi câu. Nghe hơi cái tẩm rồi đó. Thiệt không trời. Đây nè. Cái này nè. Đừng có lại đây nha. Đây nè, đây nè, đây nè. Kỳ vậy, hồi nãy đâu lại một cái đâu quách lên hay gì? Rồi, xong nè. Đâu? Đâu? Đây nè. Chưa từ từ. Cái quỷ. Nè. Đâu? Nè nè, chỗ cái giò nè. Ờ bu khoan từ từ. Ờ bu đi. Vậy nè. Uống dẹm lắm trời, vậy mà nam hiếm có cái con dẹm này. Ôi là trời ơi, đại chú ơi, con dẹm nó bự. Bắt ra quần tay luôn á. Thiệt không hứa chưa bao giờ. Giờ đó giờ mình chưa gài vô bụi cây thì mình gài chắc cho bắt chắc thì khủng. Cái khủng rồi nó chơi mặt nước này. Đừng có chơi nữa. Ôi thôi. Mới là đã con cá banh hilo luôn. Từ từ. Nó trong mát nè, nó như ưa vô mát đó. Trời tối. Ôi trời. Rồi đây nè. Cá nãy gan gì luôn bà Tám. Dì Vinh lại nhanh. Dậm cái nhảy bại được. Trời ơi, trời ơi, cá nó đâm rồi. Ủa lại trời. Ủa Phi. Là bà Tám, hồi chỗ đó bà Tám, mới gặp cái linh đó, nó sọt cho nó. Ủa, cái gì đây trời ơi. Danh vô, nó động với danh. Ếp vô. Trời ơi, nó đang giật má rồi. Nó ghét nó lắm cái gì nó. Thôi bà Tám. Đi từ từ á, bên bà Tám đụng nước nó nhảy cho nè. Thôi rồi lắm. Ê, nãy giờ mình mòi vòng vòng lại chỗ này đêm nên lại đây ra là nó nãy giờ nó động. Cầm cá quàng tay mà đó. Mẹ nó làm ông phía ngoài á. Thấy nhất lại con dẹm. Dẹm đã dễ sợ. Ôi, con cua. Tưởng không có gì, lấy cái tay dạo theo. Ô trời, cua nữ nhỏ, con bé nó hung con quỷ vậy. Rồi. Cái cái hàng này bà Tám họ sót. Cá nó bay vô đụng đụng đụng. Chín cá lục chín. Chín cá lục chín quá trời luôn. Thôi mình thả lại đi. Cái này hết chứ mà, hết ăn chín cá. Ăn quả nãy giờ nè bà chú ơi. Trời ơi, bữa nay nó ngon. Trời ơi, ông bà của chú ơi, nhất hạng là mình thấy con này à. Coi mở ra có ngập chai chấm thôi. Mẹ ơi con nói nó gan con nha chứ. Con này bà Tám mà mò bà hết. Bà hổm mò hai con điên trời. Cái này đựng con này mà con này nhỏ hơn con kia. Đây thành quả của mình nè ông bà chú. Trời ơi bữa nay. Coi nè. Có gan anh nữa. Chú con cá nó bự trời. Ủa cái con này quên nó lộn nha ông bà chú. Con chét của bà Tám. Con cá. Con chét. Ồ con cá đó một cái khô lạc cái tới tại luôn.
nay có nhiêu thì nhớ đăng ký kênh để dưới bấm chuông để nhận lúc mới nha bà chú. Còn mình với nhiêu lớn xin phép mọi chú dạng bà chú nhớ ba mọi chú nghe.